Alo, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và tiếp tục với công thức sóc đĩa online. Thì với cái công thức này thì anh em chúng ta chỉ là áp dụng ở trên các cái nền tảng game online thôi. Còn nếu như anh em mà chơi chơi ở ngoài ấy thì không không áp dụng được đâu anh em. Bởi vì là nhiều khi anh em đánh theo công thức này của mình ấy thì nếu đánh ở ngoài ta không nhớ được, mà thứ nhất là không đi lẻ tiền được. Ở ngoài anh em đánh 10k, 20k ai nó nhận đúng không? Ít nhất cũng phải vài trăm k đến vài m chứ đúng không? Nên là công thức này thì chơi trên online thì là ok, còn chơi ở ngoài nhiều anh em bảo em đánh ở ngoài được không? Đánh ngoài thì mình khẳng định là không đánh được, bởi vì là đi lẻ tiền thì ai nó đủ tiền nó đổi tiền nó giam cho anh em được đúng không? Và cái thứ hai nữa là khi chúng ta chơi online ấy, thì chúng ta nó có lịch sử, có dữ liệu để chúng ta nhìn được cầu. Nhìn được cầu thì chúng ta mới bắt được cầu. Chứ ở ngoài thì nhiều khi anh em chỉ nhớ được 3 4 tay trước thôi, làm sao mà nhìn được cả cái bảng cầu dài giống như ở trên này đúng không? Và cái điều nữa là chơi cờ bạc, chơi sóc đĩa bây giờ mà chơi ở ngoài thì nó khá là mạo hiểm anh em ạ. Lỡ ngỡ là bị bớ ngay. Và cái nữa là nếu mà có bịp ấy mà nó tóm được thì nó cũng chặt tay. Cho nên là tôi cứ chọn chơi online là an toàn nhất. À, với cái cầu lúc này nha anh em nhé, cầu này thì mình sẽ bắt như nào? Cầu này thì vẫn là cái cầu mà gặp gì bắt đấy thôi. Và theo công thức quản lý vốn của mình đã review cho anh em trong những video trước thì hôm nay mình sẽ lại đi từ 50, min là 50, tay đầu 50 này, tay thứ hai vẫn 50 này, tay ba lên 100, 200, 300, 500, 700, 900, 1M3, 1M8, 2M4, 50, 24, 50 và bao nhiêu nhỉ? 3M4. Đấy, mình cứ chia ra mình đi. Nói chung là anh em cứ chia phần trăm theo tỷ lệ vốn của anh em. Đây, ván vừa rồi thì là được 50, ván này mình sẽ gấp lên 100 này. Thì với cái cầu lúc này anh em nhé, thì anh em nhìn, anh em tưởng tượng này. Cái phương pháp này của mình ấy là yêu cầu ăn được hai ván thông thì mới có lãi đúng không? Thì cứ ăn hai chẵn. Đấy, cái cầu này ăn này. Ở đây nhá, ví dụ đang đánh lẻ sang chặn gãy đúng không? Tay này mình đánh chặn. Và tiếp tay này mình gấp lên mình đánh chặn thì ăn, đúng không? Tay này đánh chặn tiếp. Tay này đánh chặn tiếp lại ăn được chỗ này là 4 tay thông nha anh em nhá. 4 ván thông này. Đấy. Bởi vì phương pháp này ấy là như mình đã nói rồi, phải thắng được hai tay thông thì chúng ta phải có lãi. Đấy, thấy chưa anh em? Làm lít rưỡi luôn nhá. Vừa vào cái làm hai dây thông là lít rưỡi nha, lãi 142k 5 nha anh em nha. Đấy, bây giờ mình sẽ reset về mức min là 50k này, tiếp tục đánh chặn. Ok chưa? Thì cái ưu điểm của phương pháp này ấy, thì với một cái số vốn nhỏ mà anh em có thể là chia ra rất là dài. Rất là dài 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 mãi không hết tiền trong trường hợp nếu thua thông. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì phải yêu cầu ăn hai dây thông, cho nên là anh em phải nhìn những đoạn cầu thời điểm nào mà chúng ta nhìn cảm thấy là ăn hai tay thông ở đoạn đó dễ thì chúng ta chơi. Ok chưa? Thứ nhất là chia vốn và thứ hai là nhìn cái thời điểm cầu. Thì phương pháp này phải như vậy. Nó phải là cầu ví dụ đang bệt đẹp hai bên. Đấy, cứ đi 3-3 là ăn. Ví dụ cứ 3 3 chẵn 3 lẻ, 3 chẵn 3 lẻ rồi 3 chẵn 4 lẻ các kiểu. Nói chung là đi từ 3 trở lên là mình ăn. Đấy. Gãy rồi đúng không? Con sau quay sang đánh lẻ lên tay thứ hai vẫn là 50 thôi. Hai tay đầu nếu trong tình trạng thua thì mình vẫn đi 50. Bởi vì là nếu ăn tay này thì mình sẽ hòa đúng không? Hòa tay trước thua 50, nhưng tay sau mình sẽ gấp lên 100. Đấy, cho nên lý do là hai tay đầu mình đi vẫn đi bằng tiền nhau mà vẫn có lãi là nó như vậy. Ăn được tay đầu mà hai tay ở ván đầu luôn, gấp luôn thì nó lãi được là một coi như lãi được 150. Nhưng ván thứ hai thì chỉ còn lãi được 100 thôi. Ván thứ ba thì lại lên 100 thì lại lãi được 200 nha anh em nhé. Đấy. Thế là mới gọi đỉnh cao của bí kíp. Thước này thì ngày xưa thì mình chơi nhiều nhất là chơi ở trên Go 88 và Sunwin. Hiện tại thì đang chơi ở con 68 game bài, không chơi con Sunwin Go 88 nữa, là lý do là hai con đó nó nạp rút là nó chậm. Thì nhiều khi nó xử lý vấn đề chăm sóc khách hàng của nó cũng rất là tệ. Hai con đó 68 game bài này thì là nó nhanh,
cái gì nó cũng nhanh. Sau 8 game bài này hiện nay thì nó cũng gần như là vươn lên top 1 rồi anh em ạ. Vươn lên top 1 rồi. Nói chung là hiện tại thời công nghệ 4.0 rồi, đa số là anh em chơi thì biết là con game nào ngon, game nào uy tín đúng không? Không phải là gà mờ nữa rồi. Và con này thì mình có một cái chưa sợ hài lòng, đó là đeo có hũ. Sóc đĩa không có hũ anh em ạ. Nó mà có một cái hũ để vào đây nữa, giống như ở bên con Hit Club hoặc Sunwin thì tuyệt cả là vời luôn anh em nhỉ. Đeo có hũ. Đấy, như vậy là ăn là hai tay thông thì ở đây là mình lại lãi được thêm 100 nữa đúng không? Thì tổng bây giờ mình lãi là 235 này anh em này. Cứ hai tay thông là lãi nhiều này. Đấy, sẽ lại reset về mức 50 này. Đấy, sẽ về mức min 50 và đánh tiếp. Đấy, cứ ăn hai tay thông này anh em lại reset về mức min nha anh em nhá. Nói chung là khi mà để mà chơi vào để gọi là sát phạt đấy thì nó đơn giản, chứ còn xác định là mình vào mình kiếm tiền thì anh em phải tính toán, phải nghiên cứu, phải nghiên cứu cầu kèo, không ngẫu nhiên mà tự nhiên là có ván nó ra chẵn, có ván nó ra lẻ anh em ạ. Không phải ngẫu nhiên đúng không, cái gì nó cũng có lý do của nó hết. Thì những cái kết quả này ấy thì nó cũng lấy từ những cái dữ liệu, ví dụ ở bên ngoài anh em đánh được truyền thống và nó set up vào trong game này, nó cũng tương tự như vậy, nó chạy, nhưng mà nó sẽ có xu hướng là chạy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ. Đấy, nó cứ lặp đi lặp lại thế thì loanh quanh ấy, nó chỉ có một hai cái loại cầu chính thôi. Thì mình đã phân loại nó ra là một là cầu bệt và hai là cầu đi loạn. Đấy, mình đã phân loại ra hai cái loại dạng cầu đấy rồi ở những video trước rồi, anh em xem lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cầu, về kèo. Sau đó thì chúng ta áp dụng với cái phương pháp vào vốn của mình nữa thì đánh thì chắc chắn là nó sẽ hiệu quả. Chắc chắn sẽ hiệu quả, mặc dù là không, phương pháp này không phải là để ăn to đâu anh em ạ. Anh em muốn ăn to với phương pháp này thì không ăn to đâu. Nhưng mà nó bền, an toàn đấy anh em nhá. Phải cứ thắng hai tay thông là lãi nhiều, anh em thấy chưa? Hai tay thông là lãi nhiều. Đấy, ván này thì mình sẽ gấp lên 100. Ăn 50 rồi gấp lên 100 này. Đấy thì là cứ gì xét về nhá, tay đầu đánh 50, thua thì tay sau lại đánh vẫn 50 thôi. Tay này mà ăn thì gấp lên 100, mà ăn tiếp thì là thắng được tổng 150 đúng không? Nhưng lên đến tay này thì do là thua 50 đằng trước này thì chỉ có lãi được 100 thôi. Đấy, đánh cái bao lâu rồi nhỉ? Ui, 8 phút rồi đấy. Có những hôm mà mình đánh theo công thức này phải tận 2-30 phút, 40 phút bắt đầu phải chốt rồi anh em. Có những hôm mà kiểu như là cầu nó đi nó không thuận theo cái phương pháp của mình ấy. Đấy, cứ tay ăn tay gãy là những hôm đó là đánh là rất lâu ấy. Đấy, như vậy là lại gãy nhá. Gấp lên 100 là gãy này. Lúc này thì mình sẽ đánh từ 100. Từ 100 mà cầu này khả năng vẫn chưa phải cầu dưới 2 đâu. Vẫn cứ đánh lẻ thôi. Gặp gì bắt đấy thôi. Giữ 2 ván thông là còn lại. Nó cầu dưới 2 thì là phải đánh một vế anh em ạ. Ví dụ chạy cầu 22 thì anh em đánh thì một là mình chỉ đánh chẵn, hai là mình chỉ đánh lẻ với cầu 22 nha anh em nhé. Hoặc có thể bắt luôn theo cầu luôn. Cầu 22 mà anh em đánh một cửa ấy thì là không thể ăn được hai tay thông. Đấy, được rồi. Lẻ ăn này, tay sau sẽ gấp lên 200 anh em nhé. Và mình nghĩ là cầu này nó vẫn chưa phải chạy 22 đâu. Và mình sẽ đánh lên 200. Đấy, ăn được tay này thì chốt luôn. 10 phút để xem lãi bao nhiêu này. Đấy, còn 180 mà cộng với 200 này là tổng là mình lãi được 380 trong vòng 10 phút với phương pháp này. Quá là ok luôn đúng không anh em? Anh em nhớ bấm follow kênh của mình để xem những cái video hàng ngày mình sẽ đánh và mình sẽ đăng tải trên kênh của mình nhé anh em nhé.
lè, lại sang chặn mất rồi, cũng chạy cầu 22 luôn. Thôi cầu này thì đánh một cửa, lúc này lên là lại từ 200. Đấy mình tính là tính cái không phải là gấp đôi luôn ở cái tay mình thua đâu, nếu mà tay mình thua thì lúc này phải gấp lên 400, nhưng không phải anh em nhé, mình tính ở cái tay này này. Đấy lúc này phải lên 2 này, lúc này bắt đầu phải lên 200 này. Cầu này đánh một cửa một mặt thôi, chỉ đánh chẵn hoặc chỉ đánh lẻ. Cầu này mình chọn là chỉ đánh lẻ thôi. Lẻ đang ít hơn chẵn thì có thể là lát nữa nó sẽ giả nhiều lẻ hơn ở đây. Theo thuật toán mà rồi nó sẽ phải cân lại cầu thì là cân lại cầu thì nó phải là ra lẻ nhiều hơn. Đấy anh em thấy chưa? Lẻ luôn này. Ok, ván sau mình sẽ lên 400 này. Biến động số dư còn 125 à. Nếu thua tay này là sẽ là thành âm. Thua tay này sẽ thành âm. Mà ăn tay này thì là cộng với 800 nữa là tổng mình lãi được gần 1M cơ à. Ủa. Nhanh nhờ. Đúng rồi, phải lãi gần 1M đấy. Cộng 11 anh em ạ. Ra cộng 11 này vẫn phải đánh thôi. Vẫn phải đánh cửa lẻ thôi. Tay sau thì sẽ lên 200, trước thua đúng không? Lúc này lên 300. Đấy bình thường là gấp đôi nhưng đây không gấp đôi mà chỉ gấp rưỡi thôi. Lên 300, miễn sao là cứ ăn hai ván thông là còn lãi. Thì công thức này anh em xem lại mấy cái video cũ trước của mình nhá. Đây là mình tập trung vào đánh thôi, còn bây giờ cứ vừa đánh vừa chỉ công thức thì đấy. Nhiều khi lại bị loạn cầu. Húp nào. Ba trắng này, liệu có gãy cầu ở đây không? Ghét nhất là đang đánh này gặp cầu 11, theo thì gãy mà không theo thì nó cứ chạy anh em ạ. Quả này có thể bắt theo 11 phát. Bắt theo 11 cái anh em ạ. 300 nó lại lên 600, con này đánh chặn này. Theo luôn sợ gì? Ghét nhất là đang đánh gặp cầu 11 này. Nó vẫn ăn thôi nhưng mà nó ngồi nó đu đưa lâu nó khó chịu anh em ạ. Con này đánh theo cầu luôn để xem là nó gãy không. Chặn đê, chặn đê, chặn đê. Chốt luôn. Chốt luôn. Ok anh em ơi, quá đẹp luôn. Xem lãi được bao nhiêu này. Cập nhật đủ chưa nhỉ? Lãi được có 487 à? À không phải chứ. Chắc là từ đầu lãi bao nhiêu bên này thì là trang bên này được 185 này. Trang bên này được 487, tổng là mình lãi được là bao nhiêu? Hơn 600 à? Hơn 600 này. Đầu tiên là từ 30 từ 450 mà bây giờ lên 35 120. Đúng rồi, lãi được hơn 600 anh em ạ. Thế là quá ngọt rồi đúng không? Ok nhá, bye bye anh em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.